xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh minh thiện audio hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện tu tiên chính là như vậy quý vị và các bạn nghe chuyện xong thế hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay là nhờ thái phó tiên sinh dạy tốt. Chu Tề Lan khẽ lắc đầu, chàm yêu kiếm trả lại cho Lục Bắc lo lắng nói. Ngay cả chàm yêu kiếm mà huyền Dũng cũng có thể cho ngươi, còn phái một mỹ nhân mang huyết mạch triệu gia đi Nhạc Châu, xem điều bộ thì rõ ràng là tình thế bắt buộc với ngươi. À, đúng vậy, tỷ tỷ triệu gia xinh đẹp khí chất tốt, tư thế múa linh động, âm luật uyển chuyển, cầm kỳ tư họa đều tinh thông, là một mỹ nhân hiếm có. Lục Bắc nói thật, nói xong nhíu lông mày lại nhìn chu tài lan yên lặng chờ đợi đối phương đánh đổ bình dấm chua người làm sao biết tư thế nàng linh động âm luật uyển chuyển người nói sau đương ta ngươi đã làm bên ngoài những chuyện gì chu tài lan nói đến bên miệng thấy lục bắc trêu chọc cười hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn sang bên cạnh lục bắc cười ha ha không hề trêu chọc nàng nữa dàng dài những gì đã trải qua trong một tháng này ở huyền đúng. Đề phòng Chu Tế Lan nghĩ nhiều, cũng may trong lòng xóa bỏ phần diễn của Trạm Hồng Khúc, tạo nên một người đi ra ngoài, tạo hình tông chủ giữ mình trong sạch, thuận tiện thiết lập là người không cần nữ sắc. Nghe lục bắc mỗi trận chiến tất thắng liên tiếp từ chối mười mấy người, còn chuốc triệu vô ưu say xưa thưởng thức việc đổ rượu, xem trò điên, Chu Tề Lan cười tươi như hoa, oán giận nói. Một đại mỹ nhân nũng nịu như vậy, thân thế thê thảm khiến người ta rơi lệ, người lại xem người ta là thú vui. Có lương tâm không? Đúng vậy, ta nghe thấy mà đau lòng. Ngu quản gia liên tục gật đầu, lên án tâm điện lãnh huyết của lão gia. Lục Bắc trợn trắng mắt, nhớ mang máng đã nghe qua lời tương tự ở đâu. Nghĩ thì bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy tràm hồng khúc cũng nói như vậy nữ nhân. Một lát sau lục bắc giảng giải đại khái quá trình hoàn tất. Chu Tây Lan nghe xong vừa kiêu ngạo lại vừa mất mát. Kiêu ngạo là do ánh mắt của mình tốt. Ban đầu ở quận Đông Hà quét sạch tu sĩ Ma Môn, liếc mắt một cái đã nhìn trúng lục bắc là một chân chó. Tuy nói hậu kỳ biến vị, chó giữ dựa vào tướng lang sói mà thượng vị, nhưng đây không phải là bằng chứng ánh mắt tốt của nàng sao. Mất mát thì đơn giản, Nàng cũng có tính tình hiếu thắng, tư chất của Lục Bắc khiến cho nàng áp lực rất lớn. Đúng rồi, lần trước ngươi đi Quan Châu, có gặp được Thái Phó Tiên Sinh, tình hình gần đây của nàng thế nào? Chu Tẻ Lan khá quan tâm hỏi. Không sao, mở miệng gọi ta là cha, ta không đồng ý thì nàng muốn khóc. Thật vất vả mới nuôi dưỡng Bạch Nhãn Lang thành người, ai ngờ tên nhịch tử này lại gan to bằng trời, biến chất từ hiếu tâm ở một đêm gió lớn hắn đã vươn tộc thủ. Đang hỏi người đấy, à không sao, lão nương kia hư hỏng xấu xa. Chu Tề Lan giơ tay đen ngăn cản Lục Bắc, nghiêm mặt nói. Không được nói tiên sinh như vậy, có lẽ về sau người cũng xưng hôn nàng một tiếng tiên sinh. Chỉ sợ rất khó, cả đêm nàng muốn ta mười lần, xưng hô nàng tiên sinh chẳng phải vô duyên vô cớ mất đi bối phận sao. Ồ, thật kích thích đúng không? Hai mắt lục bắc tỏa sáng giống như nghĩ tới chủ ý thối nào đó. Khóe miệng cong lên nụ cười sang sảng, vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Chu Tề Lan thấy một bụng ý xấu lăn qua lăn lại, tức giận. Đừng nghĩ tới chuyện xấu, tiên sinh là người tốt. Ê, à, người chắc chắn. Lông mày của lục bắc nhíu lại, sao, có sao nói vậy, tinh khiết là cha. Thật sự hâm mộ thân tượng của Chu Tề Lan quá nghiêm trọng rồi. Ít nhất Tiên sinh đối xử với ta vô cùng tốt. Chu Thái Lan khô khan không bình luận về thái phó được, có một nửa nguyên nhân là hoàng cực tông hắt nước đen, một nửa nguyên nhân là vì bản thân nàng sát tính và ma tính nặng đến mức không hề bình thường. Nàng không cần hỏi, mượn đầu óc của Chu Bạch ngu cũng có thể nghĩ ra lúc ấy xảy ra chuyện gì. Lục Bắc bởi vì miệng tiện mà đắc tội thái phó. Người sau không phải là người giảng đạo lý Giữa hai người huyên náo rất ẩm ý Chu Tệ Lan đau đầu nhắm mắt Cuối năm trở về kinh Nàng nhất định phải tỉnh an thái phó Đến lúc đó Có nên dẫn đục bắc theo không Không dẫn Có phải không tôn trọng thái phó Dẫn theo càng hỏng bét Nếu hai người một lời không hợp đánh nhau Nàng nên xử sự thế nào Mang tên người chết về nhà Sao lại khó như vậy nàng đối xử tốt với ngươi đối với ta không sao biểu tỷ ngươi lại không biết nàng nàng quả thực không phải là người đêm đó thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta lục bắc oán hận mở miệng nghĩ đến chỗ thương tâm hai bên thắt lưng ẩn ẩn đau đớn lắc đầu à, thôi bỏ không nhắc tới nàng nữa chúng ta nói chút chính sự song tu, ờ ngươi cũng đoán được lục bắc kinh ngạc không thì sao, lục Tân chủ bận rộn nhiều việc, khó khăn lắm mới có dịp đến trường Minh Phủ một chuyến. Ngoài trừ tu hành thì có thể làm gì nữa, cũng không thể nói với ta về phong hoa tuyết nguyệt được. Chu Tề Lan nói, Khóe mắt lục bắc co lại, đây là thực sự tức giận. Phát hiện mười ngón tay bóp trên vai mấy cái công nhẹ. Lúc này hỏi han ân cần, đưa lên một đống lời ngọt ngào, vỗ ngực đảm bảo từ hôm nay trở đi sẽ không đi nữa. Nói xong ôm lấy trưởng công chúa đứng chắn ngang trước người, quay đầu nhìn về phía ngu quản gia. Còn thất thần cái gì? Phòng ngủ của ta cũng là phòng của điện hạ ở đâu? Nhanh chóng đi trước mở đường. Ngu quản gia che miệng cười, sách váy dẫn đường cho lục bắc. Có lẽ trạch viện không đáng nhắc tới quá lớn, nàng bị lạc đường, dẫn lục bắc vào phòng tắm. Thảo nào điện hạ ba ngày hai lần nhâm mình trong nước, hóa ra nơi này chính là khuê phòng. Lục Bắc bưng tỉnh đại ngộ dưới sự trợ giúp của Chu quản gia cùng hầu hạ trưởng cơ chúa cởi quần áo tắm. Chu Tài Lan À hồi môn này ỷ vào sự sủng nịnh của lão gia làm việc kiêu ngạo nên tìm cho nàng một số giày nhỏ bắt màng mới được. Chu Tề Lan là một nữ nhân có tính cách mạnh mẽ và độc lập, nhưng không khó để phát hiện ra thật sự tâm tư cũng không khác tiểu nữ nhân bên ngoài thậm chí còn mãnh liệt hơn hy vọng người mình thích vây quanh nàng che chở nàng nâng nàng tất cả đều dựa vào nàng thuận theo nàng điều này đối với lục bắc mà nói không phải vấn đề khó khăn cha nam lừa gạt nữ nhi có một tay công phu cộng thêm chu bạch ngu nằm vùng ở bên cạnh chợ giúp còn muốn chu tề lan được sủng ái công chúa đãi ngộ gì đó thì nàng ta được hưởng ké đãi ngộ đấy tuy rằng vốn nàng chính là công chúa. Năm ngày sau, dưới sự uy hiếp của Lục Bắc, Chu Tề Lan mới được vào tiểu thế giới, quan sát hai đạo ký tự chấn và tốn. Lục Bắc không lấy ra mảnh vỡ thiên thư, thứ nhất vì Chu Tề Lan không nhất định có tư trách mở ra không gian quỷ dị. Thứ hai, thiên thư liên quan đến bí ẩn kinh người, nếu Chu Tề Lan hỏi tới, hắn cũng không tiện giải thích. Xuất phát từ mục đích bảo vệ nên trực tiếp nhảy qua bước này truyền ra ký tự có sẵn trong tiểu thế giới. Hai đạo ký tự là văn tự chính thức của Võ Chu, văn tự đại hạ, hoàn toàn không quan hệ với yêu văn, thần vận thiên hành, tự có ý nghĩa không thể thay thế. Lần đầu Lục Bắc nhìn thấy hai đạo ký tự dễ dàng đọc ra ý tứ của chúng. Chu Tể Lan cũng không ngoại lệ, suy nghĩ hồi đâu một tay đưa tới sấm xét, một tay cuốn lên tôn lốc. Nhắm mắt tiêu hóa tin tức trong ký tự một lát sau nàng mở mắt tán đi phong lôi chi thế biểu tỷ có nhìn ra được môn đạo gì không lục bắc cưng giọng tốn là phong trấn là lôi ngụ ý hai ký tự này khá sâu những ký tự này đều là kiến thức thông thường ngươi không nhìn ra sao mấy nhân không nói mở ạm ta không có kiến thức thông thường chu tề lan trợn trắng mắt lười phản ứng với người chết giống như những người khác trong ấn tượng của Chu Tề Lan thì Lục Bắc tư chất kinh người, ngộ tính ít có, hắn nói mình không nhìn ra cái gì, chắc chắn là đang nói nhảm. Ê, ê, biểu thì chữ chấn này, ngoài cái tia chớp sấm sét ra, thì có nhìn ra môn đạo gì khác không? Lục Bắc dò hỏi. Môn đạo khác? Nghe Lục Bắc nói vậy, Chu Tề Lan lập tức tỉnh táo tinh thần, nín thở ngưng thần dò xét chữ viết. Một lát sau khẽ lắc đầu. Thứ cho tư chất nàng ngu rốt, kém xa lục bắc Chỉ thấy trong bát quái hai hào âm ở trên Một hào dương ở dưới Có ý anh dũng tiến lên Không cam lòng rớt lại phía sau Cũng có thế lôi minh thiểm điện Thiên băng địa điện ừ, à, Ví dụ như cái này Lục bắc giơ nắm đấm năm ngón tay mở ra Thế vù vù tản ra quét ngang không gian gợn sóng Xung quanh nổi lên nếp nhăn Một đường lan tràn đến phương xa Chu Tài Lang sửng sốt Đúng là như vậy, chấn cũng có ý là chấn động. Thưởng thức dễ hiểu như vậy, nàng mà vô ý thức xem nhẹ, quả thực có chút không nên. Biểu tỷ, có thể làm được không? Không thể. Chu Tề Lan thử chút, cảm khái đây là duyên pháp cá nhân. Lục Bắc có thể, nhưng cũng không có nghĩa nàng có thể. Nói xong chỉ vào ký tự. Thứ này là gió, ta quan sát một lát có cảm ngộ. Người đợi một lát, ta tiêu hóa cảm ngộ cần chút thời gian. Chu Tề Lan ngồi khoanh chân xuống, sau đưng hiện ra hình bạch hổ, lấy gió nhẹ thổi vào ký tự tốn, muốn phân tích thâm ý trong đó. Ký tự nhìn như đơn giản, chỉ là một chữ mà thôi. Kỳ từng bao quát nhàn vạn đại đạo, mỗi ba bước lập tức sinh ra ba bánh nhỏ, dọc theo một nhánh đó tiến lên lại có ba nhánh khác lập tức hình thành. Chu Tề Lan khẽ cau mày, với tính toán thô thiển của nàng, khó mà nhìn ra toàn cảnh ký tự thậm chí một phần vạn cũng không làm được. Nhưng nàng có mệnh cách bạch hổ. Gió theo hổ, lấy mệnh cách làm dẫn, không có lĩnh ngộ một môn thần thông từ đó. Bạch hổ gầm vô thanh, chán chu tề lan xuất hiện một tầng mồ hôi, đại ấn kim quang chậm rãi nâng lên, đẩy ra cánh cửa thiên cung thần bí vô biên. Tiểu thế giới của lục bắc đáp lại, đầu tiên là 28 ngôi sao sáng lên, mà sau khi tứ linh hiển hiện hư ảnh, vị trí ứng long cố định trong đó ngũ tượng mỗi thứ một hàng ánh sáng không màu sinh sôi không ngừng lục bắc hắn nghiên cứu ký tự cây rắm cũng không có động tĩnh đổi thành chu tề lan thì toàn bộ tiểu thế giới đều động theo một chút mặt mũi cũng không cho bắt nạt hắn không có ngộ tính cũng phải có giới hạn lục bắc liếc mắt nhìn chu tề lan vẻ mặt hâm mộ ghen tị thầm nghĩ mấy ngày trước cực kỳ cương triều để cho nàng cười không ngừng sau này sẽ có lúc cho nàng khóc Một lúc lâu sau cánh cửa thiên cung tản đi Chu Tài Lan mở to mắt Sắc mặt cổ quái Giống như phát hiện ra sự kiện gì đó Biểu tỷ Những chữ đó có để ý tới tỷ không Cũng không phải Chu Tài Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn về lục bắc Ta có rồi Cũng có rồi Có gì Lục Bắc biến sắc miệng há hốc. Trời thương, Hắn chỉ cọ cọ mà thôi Chuyện xấu cũng chưa làm Sao có thể có Chẳng lẽ bởi vì trong buồn tắm Không phải chứ Còn nữa vì sao lại thế Chẳng lẽ chu Bạch Ngu cũng trúng chiêu Đúng lúc này nét kinh ngạc trên mặt chu Tài Lan tản đi Vẻ mặt trêu tức nhìn về phía lục bắc thần sắc bối rối Ngoắc ngoắc ngón tay mời hắn Tiến vào tiểu thế giới của mình Bình nguyên băng tuyết Gió lạnh vô tận trên đỉnh bầu trời, một ký tự chữ tốn đứng ở đó, giống hệt như những chữ trong tiểu thế giới của Lục Bắc. Thì ra cái này là có rồi, làm ta giật mình. Lục Bắc vỗ ngực, tức giận nhìn Chu Tề Lan. Biểu thì, người dọa dạ người, chết người đấy. Lần sau nói cho rõ ràng, người cũng không muốn hơn 50 tuổi thay đồ tàng chứ. Chu Tề Lan vỗ tay trước ngực, mặt lạnh. Sao, đổi thành có cái khác, người sợ lắm à? làm sao có thể vui mừng còn không kịp? Chỉ là ta cảm thấy hai ta, à không, ta vẫn còn trẻ, vẫn còn là con nít nên lấy sự nghiệp và tu vi làm trọng. <laughs> Chu Tề Lan hư lạnh một tiếng đưa Lục Bắc ra khỏi tiểu thế giới của mình. Nói ra thì nàng cũng có suy nghĩ giống như Lục Bắc, tất cả mọi người đều còn trẻ tuổi, có một số việc không cần vội vã nhất thời. Cho dù là tông tộc luôn thúc giục nàng cũng không có quá nhiều ý niệm nhưng nghe lục bắc thoái thác trong lòng nàng lập tức nổi giận nàng có thể không quan tâm nhưng người chết nhất định phải để ý phải bệnh công chúa lại tái phát lục bắc gãi đầu tiến vào ôm lấy eo nhỏ nhắn nó một hồi bảo bối tâm can thật vất vả mới lôi kéo được người trở về mệt mỏi khó trách sau lưng mỗi người nam nhân thành công đều có một nữ nhân yên lặng bỏ ra. Bởi vì số lượng nhiều thì nam nhân chỉ lo dỗ dành, làm sao có thời gian để thành công. Không có cách nào khác, ai bảo hắn năm ngoái còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, nghĩ đến tất cả đều muốn, khẽ cắn môi, cứ như vậy đi. Hai ngày sau, Chu Tề Lan lấy lý do bế quan đuổi lục bắc ra khỏi trường Minh Phủ. Nàng hưởng thụ mấy ngày, đủ mọi cách che chở thỏa mãn tâm tư của tiểu nữ nhân. Cảm thấy mỹ mãn không cưỡng cầu thêm nữa, biết lục bắt công vụ bận bộn, chủ động thả hắn đi. Đương nhiên, bế quan cũng không chỉ là nói xuông mà thôi. Tiểu thế giới của nàng đã có ký tự, mỗi ngày lĩnh ngộ đều có thu hoạch. Cần tĩnh tâm chỉnh lý, nếu như cơ duyên đầy đủ, tự tin có thể lĩnh ngộ một môn thần thông. Lục Bắc thuộc dạng tương đối ngăn cản sự tĩnh tâm của nàng. Mỗi lần có người chết bên cạnh, nàng đều không thể tu luyện. Dục vọng thế tục quá mặc mức làm người ta phiền. Trước cứ giữ giới luật một đoạn thời gian. Từ giờ không thể tĩnh tâm được nữa, nhất định phải ném cái nồi trên người ta. Để ngươi thử thời gian làm hiền giả một chút, lại lắc đầu không nghe. Lục Bắc bay giữa không trung nói thầm, sau khi rời khỏi dịch châu trước tiên đi một chuyến đến cửu trúc sơn phát hiện nhiệm vụ cho đám rau hẹ phân bón tưới nước chờ ngày thu gặt hiện tại cũng có thể cắt nhưng chất béo chưa nhiều không bằng tiếp tục lớn mạnh bình tài bởi vì phát sóng trực tiếp của tiểu phụng tiên lại có rất nhiều người chơi lục tục tới nương tựa các người chơi rất khôn khéo so với vũ hóa môn thì càng coi trọng thiên kiếm tông hơn cho nên số lượng người chơi trên Tam Thanh Phong không tăng lên. Ngược lại, Tàng Thiên Sơn ở Nhạc Châu xu thế đang chật kín. Nếu không phải Lục Bắc sớm cùng Chu Mục của Hoàng Cực Tông thương nghị quan hệ hợp tác, hắn ngay cả kinh nghiệm điện đan cũng không góp đủ, chớ nói chi là làm thịt nhóm người này. Theo dự tính trước mắt của Lục Bắc, Cửu Trúc Sơn và Tàng Thiên Sơn bồi dưỡng người chơi trúc cơ kỳ, đẳng cấp đạt tới cấp 30, mỗi người đều có một bộ da chó biển âm ti hoặc hoàng cực tông chấp hành nhiệm vụ ở bốn nơi Ninh Châu, Dịch Châu, Lâm Châu và Nhạc Châu. Đợi đến phiên bản 2.0, người chơi có thể tiến thêm một bước, thường trú ở Nhạc Châu, sau đó đưa đi huyền đũng hoạt động. Yêu tộc ở thập vạn Đại Sơn Đông Đảo, sinh tử đều tuân theo thiên mệnh, là thánh địa luyện cấp mà người chơi thích nhất. Người chơi lấy kinh nghiệm hắn cũng cầm kinh nghiệm, tất cả mọi người đều có thể kiếm được, song song cùng thắng, không có tâm tư làm lão bản treo đèn đường. Năm 825 của Võ Chu, đầu tháng 10, Bạch Cẩm và Lục Bắc ước định bế quan 3 tháng, bảo hắn đừng lo lắng về tư tình nữ nhi, gánh vác trách nhiệm của tông môn, kết quả là lùi lại 5 ngày mới xuất quan vừa từ tính thất đi ra lại bị lục bắc đưa vào song huyền bảo đồ vệ dư trốn trong bụi cỏ lắc đầu liên tục thầm nghĩ thói đời ngày nay ngẫm lại nhiệm vụ sư tổ lữ bất vọng dặn dò quay đầu đi đến chấp luật viện không cần truyền tin đồn nhảm gì nữa thực đã nện trước mắt mà nói bạch cẩm đệ tử đời thứ ba của lăng tiêu kiếm tông có một chân với nhị đại tông chủ thiên kiếm tông Sư đệ trong bụi cỏ có người là tiểu sư. Song Huyền bảo đồ ở một gian nhà nhỏ, bạch cẩm nhắc nhở Lục Bắc đừng để chấp luật viện biết được tin tức. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ truyền tin đồn khắp nơi. Đến lúc đó danh tiếng tông chủ sẽ bị tổn hại, bất lợi cho uy nghiêm của tông môn. À, có đạo lý. Nhưng Thiên chiếm tông đều có tông tính ở đây, danh tiếng tông chủ vẫn luôn không tốt, không quan tâm nhận xét mấy lời bình phẩm. Lục Bắc xòe hai tay, tỏ vẻ lời đồn không gió mà lên. Bản thân cũng rất bất đắc dĩ. Nói xong liền ôm Bạch Cẩm, nói ra nỗi khổ tương tư hơn ba tháng. Bạch Cẩm cười nhạt nhìn Lục Bắc, giống như một đại tỷ tỷ vô cùng bao dung với hắn. Nếu sư đại thực sự có tâm tư, thì hãy cùng sư tỷ ở Bắc Quân Sơn một chút. Núi sông xinh đẹp đều có linh vật, vì đại đạo mà tu sĩ chúng ta truy đuổi, đừng luôn luôn nghĩ đến nữ sắc sư tỷ chớ nói lung tung, không có bằng chứng. sư đệ ta nghĩ nữ sắc lúc nào chứ? lục bắc buồn bực. sư tỷ bạch cầm cũng không nói gì, chỉ vào chán lục bắc đẩy hắn ra khỏi ngực. lục bắc nhay nhay mắt mấy cái, ra mặt không để ý, ngón tay thành kiếm quơ quơ trước mặt bạch cầm. sư tỷ mấy ngày nay người bế quan, sư đệ khổ tâm nghiên cứu bất thủ kiếm ý. sư tỷ có hứng thú xem qua không? lại tới. Bạch Cẩm cười thầm trong lòng, cũng không vạch trần suy nghĩ của Lục Bắc. Đồng dạng nhập ngón tay thành kiếm, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Sư đệ, bất thủ kiếm ý của người có đạo vận không? Sư đệ, sư tỷ, ta muốn giúp người tu hành. Tần Phóng Thiên từng nói qua, đạo vận chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có yêu cầu nghiêm khắc đối với ngộ tính và tu vi tu sĩ tầm thường không có tư cách nghiên cứu, cất bước cần qua bốn lần lôi kiếp tẩy lễ. Trước mắt Lục Bắc biết, tu sĩ duy nhất có đạo vận rõ ràng là dư nghiệt của thanh càn trọng dục tiêu, một tiếng kinh thế, bể nghệ, bá đạo. Bạch Cẩm ngộ tính thật tốt, vẽ tranh cũng có thể cảm ngộ được. Nàng nói mình đã lĩnh ngộ được đạo vận, Lục Bắc tuyệt đối không nghi ngờ. Mấu chốt là tu vi, hợp thể sơ kỳ, À không, hợp thể trung kỳ cách xa tu sĩ bốn lần độ kiếp mười vạn tám ngàn dặm. Hiện tại linh lĩnh ngộ đạo vận có thể hay không quá sớm. Chuẩn xác một chút, Lục Bắc hoài nghi nàng làm giả. Để phong bị lừa, anh ta quyết định kiểm nghiệm hàng hóa. Sư đệ, ngươi, ngươi phải sợ ở đâu vậy? Ờ, sư đừng sợ, để ta kiểm tra đạo vận một chút. Đừng làm lại nghiêm chỉnh đi mà nơi đó không có. Qua loa xong việc, hai người trở lại phòng trúc, lục bắc trang điểm cho bạch cầm trước gương, lược gỗ lướt qua mái tóc đen, lan tỏa một chút thiền lương. Gương mặt bạch cầm vẫn còn hơi say, chừng mắt nhìn lục bắc trong gương, người trong lòng nàng quấn quýt si mê nàng như nhặt được trí bảo ngoài miệng nàng không nói nhưng trong lòng lại rất vui mừng sư tỷ người lính ngộ đạo vận từ khi nào vậy lục bắc nâng đặt lực gỗ xuống nâng bút lông lên tay nâng kiều nhan tinh xảo nhặt bút vẽ lông mày đen. mỹ nhân như họa ẩn tàng trong kính nét đẹp quá khó sao chép không rõ lắm đại khái lúc ban đầu khi tu bất hủ kiếm ý Bạch Cầm nhớ lại, ngày mùng 9 tháng 3 nửa năm trước, thiết kiếm đại hội kết thúc, Lục Bắc dùng bất thủ kiếm ý làm dụ hoặc mời nàng song tu nguyên thần. Nàng nhìn thấy bất thủ kiếm ý, tu vi trường sung kiếm ý nâng cao một bước, phân tích ra một đạo cảm ngộ, cái hiểu cái không. Lúc ấy chỉ biết thần vận phi phàm, cũng không rõ thâm ý trong đó. Từ ngày đó trở đi, nàng bị Lục Bắc từng bước một lôi rơi xuống hồng trần, cho nên ấn tượng khắc sâu ngay cả ngày tháng cũng ghi khắc trong lòng sau khi tu luyện bất thủ kiếm điển bạch cẩm tế luyện bất thủ kiếm ý cảm nhận sâu sắc kiếm này tuy có uy năng vô biên có khả năng vô hạn nhưng vẫn thiếu đi vài phần ý vị nhặt lại cảm ngộ kia lúc này mới hiểu được tinh túy của bất thủ kiếm ý nói cái khác đạo cảm ngộ đó thật là trường trung kiếm ý lục bắc kinh ngạc đúng vậy bạch cẩm gật đầu chậm rãi nói thiên cao vô hạn, vô tận vô biên, lớn như trường trùng, dùng không cạn, dùng kiếm khiêm tốn và bình tĩnh, ngự không, hư tĩnh chi ý diễn quỷ thần khó lường chi kiếm. Đây chính là đạo vận giấu trong trường trùng kiếm ý. Làng tiêu kiếm tông do lão kiếm phụ lão nhân lập nên, truyền thừa từ thiên kiếm tông, hạch tâm của sơn môn là trường trùng kiếm ý, một trong kiếm ý cửu kiếm. Lúc đó thiên kiếm tông nhìn chăm chăm, thèm nhỏ rãi lực ảnh hưởng của lăng tiêu kiếm tông ở Nhạc Châu. Nghĩ trăm phương hàn kế muốn thu làm của riêng, cho nên song phương có nhiều hợp tác. Tu sĩ lăng tiêu kiếm tông có thể đi thiên kiếm phong quan sát những kiếm ý còn lại. Người có được chín kiếm có thể ngụ được bất thủ kiếm ý. Đây là con đường mà tất cả các kiếm tu của thiên kiếm tông đều phải đi qua. Ba năm đạo kiếm ý cũng có khối người, tu sĩ hợp thể kỳ như Trạm Hồng Cúc, Trạm Nhạc Hiền, Mục Ly Trần, tu sĩ độ kiếp kỳ như Tần Phóng Thiên đều là như thế. Bạch Cẩm là một ngoại lệ, cho rằng cửu kiếm kiếm ý to lớn huyền diệu, một môn chưa viên mãn không nên phân tâm truy đuổi môn thứ hai, nếu không thể không phân thân, cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì. Nàng có nghị lực và bền lòng, có tư chất và ngộ tính, lĩnh ngộ với trường trùng không quá khó khăn. Đá núi của nó có thể ngược dòng, so sánh với bất thủ kiếm ý không trọn vẹn của lục bắc mai rũa kiếm ý của bản thân loại bỏ những phiền phức và dườm già dài dòng cô động tinh túy mới có thể cảm ngộ được một đạo thần vận lục bắc nhíu mày lắng nghe trong trường trùng kiếm ý có đạo vận quả thực ngoài dự liệu nếu bài cầm nói đúng như vậy không chỉ có trường trùng trong tám đạo kiếm ý như phá tiêu vong tình cũng nên tồn tại đạo vận cửu kiếm chín đạo thì hơi nhiều nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải không có khả năng. Trọng dục tiêu cũng nghiên cứu cửu kiếm, sửa cũ thành mới, từ đó lĩnh ngộ đạo vận. Lâu mày lục bắc ngưng tụ thành hình chữ xuyên. Theo hắn biết cũng là khí ly kinh chính miệng nói ra trước khi lão phi thăng đã phân ra chính đạo kiếm ý. Lúc mới bắt đầu chỉ là lưu lại cho đệ tử một kiếm ý. Chưa bao giờ trong cậy ai có thể dung hợp được bất thủ kiếm ý. Là một cái hố sâu không thấy đáy tư chất của bất thủ kiếm chủ là không thể nghi ngờ bỏ qua kinh nghiệm nhìn kiếm pháp của người khác một chút là có thể học được kiếm ý thuận tay nắm lấy đạo vận cũng không phải không thể giả thiết như sự thực được thành lập chỉ có một chân tướng tinh túy của chín kiếm ý không phải bất thủ kiếm ý mà là đạo vận được giấu trong đó trọng dục tiêu tìm được bạch cầm cũng tìm được những người khác trong đầu đục bắc nhảy ra một cái mặt mo của tần phóng thiên nhất thời có chút ghét bỏ. Trọng dục tiêu sửa cũ thành mới, đi đường mà tiền nhân không dám. Không chỉ lệch ra bất thủ kiếm ý viên bản khác, còn lĩnh ngộ từng cái đạo vận. Diêm quân tập hợp bốn nhà, đạo Phật yêu ma, rồi mở ra lối riêng, tìm kiếm nhục thân mạnh mẽ đủ để chịu tải bất thủ kiếm ý. Mặc dù thất bại, còn rơi xuống một thân tàn phế, nhưng cũng là kiếm tu có nghị lực cường đại, khoảng cách thành công cũng chỉ cách thiếu mấy phần vận khí. Ba tên độ kiếp kỳ Duy chỉ có tần phóng thiên là không làm được Nằm ngửa như cá ướp muối Thua trọng dục tiêu Lại thua diêm quân Hiện tại bị bạch cẩm vượt mặt Sau này cũng nên thua lục tông chủ hắn Lục bắc lẩm bẩm Phàn hàn con nhà người ta Ai cũng ưu tú Đến lượt con nhà mình thế nào Cũng thấy đáng chê Nói xong hắn bình tĩnh lại trang điểm cho bạch cẩm Mở tiểu thế giới sau đưng mời bạch cẩm quan sát hai đạo tự phù. giống như chu tài lan bạch cẩm nhìn thấy lôi hòa phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nàng không thể lĩnh ngộ thần thông từ trong đó. trong tiểu thế giới cũng không có sinh ra ký tự tương tự. ngộ tính bạch cẩm tuyệt đối áp đảo chu tài lan, không thể lĩnh ngộ thần vận trong tự phù. có lẽ không liên quan gì đến ngộ tính. chu tài lan trời sinh mệnh cách bạch khổ khiến nàng chiếm ưu thế. Sư đệ, hai đạo ký tự này là vật gì? Người cướp được bảo bối từ đâu vậy? Nhạt, không phải cướp. Lục bác bĩu môi sửa lại những từ sai của bạch cầm khi dùng, ôm lấy eo nhỏ của gia nhân, nói bạch cầm bế quan ba tháng đã xảy ra chuyện gì. Nói xong lồng ngực vô thức ưỡn lên, cái cầm cũng hơi lơ đãng hất lên, rất đắc ý. Trong mắt bạch cầm không ngừng gợn sóng, nghe nói tiểu sư đệ đã chém tu vi độ kiếp kỳ của Tề Yến ở Tây Cảnh. Ở huyền Rũng Bắc Cảnh chém hai yêu vương độ kiếp kỳ, lập tức vui mừng nhướng mày, mở miệng. Sư đệ, ngươi ở Tây Cảnh gặp được thái phó. Lục Bắc trầm mặc tại chỗ. Đúng rồi, sư tỷ cũng là fan cuồng của thái phó. Trong tranh vẽ còn treo một bức họa đồ thái phó. Sư đệ, ngươi nói chuyện chứ? Nói cái gì đây chứ? Nói thái phó gọi sư đệ của ngươi là cha, hay thái phó một đêm muốn nam nhân của ngươi mười lần. Lục Bắc nghiêm túc đè vai bạch cẩm tận tình khuyên bảo. Sư tỷ nghe ta một câu, nữ nhân kia không phải người đương thiện, một cái đại ác nhân lòng dạ độc ác, sau này đừng sùng bái ả ta nữa. Bạch cẩm nghe vậy sừng sốt, một lát sau mới cười nhạt, suy đoán cái miệng tức chết người này đắc tội với thái phó. Hai người đã gây huyên háo cực kỳ, nàng không nói thêm gì cười đáp ứng lục bắc sau này không sùng bái thái phó nữa quả loa có lệ một chút còn sờ đầu dỗ dành tiểu đệ đệ lục bắc lại khuyên thêm hai câu lại được sờ đầu thêm hai cái rơi vào đường cùng đành phải thôi lấy cửu kiếm đại tịch thiên ra mời bạch cẩm luận bàn muốn đích thân lĩnh giáo đạo vận một chút bạch cẩm không do dự cửu kiếm đại tĩnh thiên trong tay bạch quang bất thủ tản ra dì sắt màu đen đối diện với đục bắc. Keng, bạch quang tăng vọt, hai thanh cửu kiếm lăng không va chạm, lục bắc đứng yên tại chỗ, bạch cầm liên tục lùi đại hơn 10 bước, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. À, thật lệ sư tỷ, người biết sư đệ ta mạnh mẽ lắm rồi, người còn từng xin tha. Lục bắc nhướng mày cười, có ý ám chỉ, Bạch Cẩm gắt một tiếng, bất thủ kiếm ý mang theo đạo vận, ánh sáng trắng càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của nàng. Lục Bắc hai mắt híp lại, con nhơ màu vàng ngưng mắt nhìn Bạch Quang, tinh tế thưởng thức dao động vận luật trong đó. Có phải đạo vận hay không hắn không rõ ràng, xác thực có vài phần cổ quái, giống như trọng dục tiêu, lấy chủ kiếm kiếm ý làm cơ sở, đi ra một loại phong cách khác. Nhưng mà đạo thần quang này của Bạch Cẩm rõ ràng yếu hơn trọng dục tiêu, thần quang kéo dài có thừa, sát tính không bằng. Bài Cẩm bên cạnh cầm kiếm cũng không vội xuất chiêu, mặc cho Lục Bắc quan sát đạo vận kỹ lưỡng. Sau một lúc lâu, thấy Lục Bắc gật đầu ra hiệu, lúc này mới đánh ra một kiếm bình thường, không có gì lạ. Xoẹt, cuồng phong gào thét, thiên địa tối sầm lại, kiếm quang giống như tia chớp cực lớn, trong nháy mắt xé mở màn đen hư không, trực tiếp chém về phía cổ của Lục Bắc. Người sau bất động thanh sắc ra hiệu cho Bạch Cẩm tiếp tục ra chiêu, muốn lấy bất hủ kiếm thể từ môn đạo vận này, kiếm quang lấp lóe hơi lệch đi, thẳng đến đầu vai đục bắc. Khí lăng vạn vẹo cuộn lại, một tia huyết quang nổ tung, kiếm ý trùng trùng đẹp đẹp phá vỡ phòng ngự, tung hoành khuấy động trong cơ thể đục bắc. Ngay sau đó, bất hủ kiếm thể thế mà bắt đầu tăng trưởng kinh nghiệm. Không tính là nhiều, chỉ 3.000 vạn, cũng không đủ thăng một cấp kiếm ý liên miên như có tác dụng gột rửa thân thể lục bắc chỉ cảm thấy quanh thân thanh tịnh nhẹ nhàng đưa ra một kiếm cũng có ý liên miên bất tận ẩn chứa trong đó bạch cẩm cầm kiếm ngăn cản hai người xuất chiếu với nhau đứng yên tại chỗ luận bàn hơn mười chiêu cho đến khi vị vận trong kiếm của lục bắc tản đi mới thu tay lại ngừng chiến sư đệ cảm thấy thế nào ừ, bình thường Lục băng không vội trả lời, có thể là do cảnh giới bạch Cẩm không bằng trọng dục tiêu, cũng có thể là do đạo vận mà nàng lĩnh ngộ thiên hướng kiếm ý khiêm tốn bình thản. Mấy thanh kiếm này tuy linh khí mười phần, mạnh hơn kiếm ý cửu kiếm rất nhiều, nhưng nếu nói lực sát thương thì còn không bằng bất thủ kiếm ý của hắn. Sư đệ đã ngộ được cái gì? Thấy Lục Bắc không nói đời nào, Bạch Cẩm càng tò mò hơn. Theo nàng với tư chất ngộ tính của Lục Bắc tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn đạo vận có thể gặp nhưng không thể cầu không rõ đạo vận của sư tỷ có duyên với ta hay không nhưng lục băng thu trường kiếm lại tay ôm bạch cầm vào lòng vừa rồi ta chỉ mải ngắm nhìn sư tỷ múa kiếm không hề tỉ mỉ thưởng thức kiếm ý chúng ta thay đổi cách đánh kiếm trao đổi bất hủ kiếm ý của mình sư đệ ta sẽ bù đắp chỗ thiếu sót sư tỷ cũng dễ lấy chỗ thiếu hơn nói xong hắn ôm ngang bạch cầm trước người một cước đã văng cánh cửa âm dương Ban đầu Bạch Cảm nghe không hiểu, thấy động tác của Lục Bắc như vậy thì giờ khóc dở cười. Sư đệ, nghiệp tinh thông cần yên tĩnh, hoang phí vì chơi đùa, lấy tư chất ngộ tính của ngươi. Sư tỷ yên tâm, sư đệ cũng không phải là tham hoan nữ sắc ít nhất lần này là luận, ngồi luận đạo rất nghiêm chỉnh. Lục Bắc xen vào cắt ngang, hắn thử để ngộ tính thay đổi chút, kết quả tư chất nói cho hắn biết không thể tìm được ngộ tính ở đâu. Nếu đã như vậy chỉ có chăm chùi bù kém cỏi. Chỉ là đạo vận mà thôi, muốn cầu nhất định có thể cầu được. Hắn cần nhanh chóng xong tu, chỉ cần đạo vận làm dáng ánh sáng tiến trình. Có lòng, liền có thể là tiến hành chiếm đoạt. Thanh máu HP cũng được. Bạch cẩm chia đạo vận ra từng tầng, truyền thụ lục bắc từng chút một, thậm chí mở rộng nguyên thần lúc xong tu mặc cho lục bắc quan sát. Nói rất hay, khuôn mẫu cũng gần như trước, lục bắc nhìn hồi lâu, không hiểu không trách hắn được thực sự là lúc bạch lão sư giảng bài những quần áo mát mẻ chỉ có một đôi vớ trắng hiệu trưởng cao nghe xong liền chỉ muốn lái xe lên đường cao tốc bài cẩm không thể làm gì được lục bắc bảo hắn không nên nóng vội không ngại phiền phức hết lần này đến lần khác nói sao cho hắn nghe vậy liên tiếp thất bại mà vẫn không nản lòng rót đạo vận bất thủ kiếm ý vào trong cơ thể lục bắc mượn nó để sử dụng quen tay hay việc trên bảng cá nhân, Lục Bắc không thể lĩnh ngộ đạo vận, nhưng thao tác thực tế bất thủ kiếm ý quả thực có cường hóa. Lực công kích không thay đổi, xen đẫn một chút thần vận như có như không. Có lẽ là được mượn tới, cũng có thể là hắn căn bản không có thiên phú ở phương diện này. Sau khi cường hóa bất thủ kiếm ý, vùng vẩy cũng không thuận tay. Ngược lại, phía bên Bạch Cẩm mượn hai đào kiếm ý trao đổi với nhau, mài rũa bất thủ kiếm ý của mình càng thêm mượt mà. Ngộ tính cực tốt, cho dù không có bảng giao diện cá nhân, nàng cũng biết tiếp theo nên dung nạp trăm sông, tìm kiếm rất nhiều ý kiếm bù đắp cho thiếu sót. Đổi lại là khí đi kinh, bước này chính là du lịch thiên hạ, lấy sở trường của chúng ra. Tuy nói như vậy vẫn có nhiều điều khác biệt. Sau khi bỏ đi một đêm ngộ đạo, dung hợp quán thông bất thủ kiếm ý đại thành, Bạch Cẩm bị Lục Bắc dẫn lệch đi từng tầng một trồng lên tòa nhà cao tầng. Trở lại chuyện chính, Lục Bắc khổ tâm nghiên cứu cầu đạo ba ngày, mệt mỏi đến thắt lưng, mai mòn cũng không tìm Bạch Cẩm giấu đạo vận ở đâu được. Bạch Cẩm vừa vặn ngược lại, sau mấy ngày liên tục thoải mái, khí chất mờ mịt của tiên khí lưu lại pha thêm ý vị nữ nhân thành thục sáng ngời diễm lệ, cả người đều xinh đẹp hơn rất nhiều. Chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra nàng không còn là tiểu cô nương. Lữ bất vọng mừng rỡ, lâm bất yển khóc giống. Không thể trong thời gian ngắn nắm giữ đạo vận, lục bắc cũng không cưỡng cầu. Mài mòn thôi, phối hợp nam nữ làm việc không mệt, tới tới nhiều lần sẽ không cự tuyệt. Lục bắc tràn đầy ý chí chiến đấu, bạch cẩm lấy tay đỡ trán trách mình không có cảm ngộ sâu sắc với đạo vận. Nếu không với tư chất của Lục Bắc nhất định có thể học được vận vị trong đó, không đến mức không có chút tiến triển nào. Phòng vẽ nhà Bạch Trúc, Bạch cầm tay trắng bài mực chỉ điểm Lục Bắc vẽ tranh, chàng chàng thiếp thiếp quá trẻ con thì không nên. Vệ Dư vô giúp vui bị Lục Bắc ném ra ngoài phòng. Lúc đầu còn không đồng ý, ôm cửa chết sống không chịu đi, mãi đến khi Lục Bắc lấy ra một vạn lượng ngân phiếu mới bị đuổi đi một vạn lượng thì bán đứng sư tôn đệ năng ở cung phong với một sắc lang sư tỷ đổi lại là ta đệ tử bắt thiếu như vậy không cần cũng được lục băng trêu chọc nói bay cầm nhuyễn miệng cười thuận thế nghe tiểu dư nói sư đệ thu nhận một đệ tử à ký danh lục bắc nói đến tiểu phụng tiên người sau đang vượt ải trong bí cảnh tàng thiên sơn đã gom đủ kinh nghiệm của trường trùng kiếm ý chỉ là không biết có nắm giữ được tiên thiên nhất khí hay không. Nói đến chuyện này, Lục Bắc đau đầu một trận. Hắn nhớ kỹ phương pháp xuất kích của tiểu phượng tiên, khoe tình tự hợp thành tiên thiên nhất khí lên diễn đàn. Kết quả tiểu tử này cũng không thích chia sẻ như hắn. Cho mèo xào sạc chém gió sơ sài rồi tự mình vụng trộm vui vẻ. Nghiêm trọng thiếu tinh thần vô tư kính dân tạo phúc cho đại chúng. Bí cảnh tàng thiên sơn, bạch cẩm chấm ngâm một lát muốn ném vệ dư vào luôn ném vào cũng được nhưng đệ tử kia của ta nói thế nào đây lục bắc suy nghĩ một chút cảm khái lâm bất Điển và trạm nhạc hiền đúng là giờ đến lượt chính hắn chỉ vào mặt mình ừ, cũng giống như chúng ta tiểu tử kia cũng là tiểu bạch kiểm quan hệ giữa lục bắc và vệ dư giống như lâm bất Điển và bạch cẩm bởi vì vệ dư bị lọt gió nghiêm trọng có thể so với áo tràng giấy hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc coi nàng như một chiếc áo bông nhỏ nhưng nói thì nói như vậy nhưng tiểu bạch kiểm vẫn không thể không phòng dù sao cũng là lăng tiêu kiếm tông có vết xe của tiểu sư đệ cùng sư tỷ vạn nhất hai người bọn họ cũng thành cặp đôi chẳng phải là hại vệ dư sao nhất là tiểu bạch kiểm còn là người chơi tài khoản nói không liền không còn vẫn là tiểu toàn phong tốt hơn tổ đội với tiểu phụng tiên thành không chỉ có người có thú con đó công có thụ, chỉ riêng phương diện đấu kiếm đã đầy đủ. Bài Tầm không biết suy nghĩ của Lục Bắc, chỉ biết đồ đệ nhà mình không nên thân suốt ngày chơi bời điêu đồng, giấc mộng giang hồ hiệp nữ như ngày cả sơn tặc cũng đánh công lại, cứ tiếp tục chậm trễ như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhớ mà ngày nào đó gặp Vệ Khánh Tâm huyết dâng trào, chạy ra ngoài chừng ác dương thiện, ngộ nhập ổ sơn tặc thủ đoạn cao cường. Hình ảnh kia ngẫm lại liền bực mình. Sư tỷ nói có lý, nữ hiệp mà uh, bị ai quả thực thê thảm, tiểu dư có thực lực bão đan cảnh, giữ trái tim hóa thần cảnh, uh, sư công thuần khiết như ta, kiên quyết tự tuyệt. Lục Bắc nhỏ giọng nói nhảm, gật đầu đồng ý để vệ dư tìm tiểu phụng tiên, nhưng nói trước bảo tiểu dư cách xa uh, sư đệ tiểu Bạch kiểm chút, tuyệt đối không thể bị lời ngon tiếng ngọt của y lửa bịp, nếu không hối hận cũng không kịp. Ok, tập này dừng đây nha quý vị. Ừ. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.